Ok, xin chào các bác. Chúc các bác một ngày cuối tuần vui vẻ và ấm áp bên gia đình. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu với các bác một cái sản phẩm, một cái siêu phẩm phiên bản giới hạn đến từ cái thương hiệu Fredrik Constant, một cái thương hiệu đã rất là nổi tiếng ở Việt Nam trong vài năm trở lại đây bởi cái thiết kế vẻ chỉn chu và thanh lịch của nó. Sản phẩm của chúng ta sẽ là một chiếc đồng hồ siêu lướt đầy đủ hộp sổ phụ kiện và em sẽ cất hộp sổ sang bên để giới thiệu với các bác về cái nhân vật chính hôm nay. Đó. Một cái chiếc đồng hồ thể thao nhưng mà lại mang trong mình cái sự thanh lịch tinh tế và rất là đẹp, rất là đẹp để anh em chơi và tiết kiệm rất là nhiều tiền so với mua đồng hồ mới. Ngoài cung cấp những cái sản phẩm đồng hồ tuyệt vời như thế này thì em cũng sẵn sàng thu mua lại chiếc đồng hồ anh em không có nhu cầu sử dụng nữa nhé. Mọi thông tin thì liên hệ với em với số Zalo là 0973 816 72 hoặc gọi cho em vào số 0828 915 22. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cả cái nhân vật chính ngày hôm nay. Một chiếc FC Fredrik Constant trong cái bộ sưu tập là Runnerbound. Và nếu như mà anh em có để ý một chút đến những cái dòng sản phẩm của FC thì họ thường có cái collab với cả cái nhà sản xuất này. Đây để em cho anh em xem. Chiếc này sẽ là một chiếc mà nằm trong cái bộ sưu tập là Fredrik Constant Runnerbound. Runnerbound là tên một thương hiệu du thuyền loại cỡ nhỏ đấy, được giới nhà trầu giàu quý tộc ưa chuộng vào những thế kỷ 19. Đây, chiếc này chúng ta sẽ là một chiếc limited edition, đó, một cái phiên bản giới hạn và đây sẽ là cái mã số là 0397/2888 chiếc. Chiếc này sẽ chỉ có 2888 chiếc trên toàn thế giới được sản xuất thôi. Đó, và để mua một cái chiếc này thì giá cũng rất là cao. Hãng đang niêm yết chiếc này với mức giá là hơn 63 triệu cho một chiếc đồng hồ mới. Đây, nó có cái mã đây. FC393RM5B6. Anh em có thể hoàn toàn có thể search trên mạng để tham khảo giá mới của chiếc này nhá. Giá mới cực kỳ cao. Tuy nhiên là em đang có một chiếc đồng hồ siêu lướt tình trạng rất đẹp này, giao lưu với anh em với mức giá cực kỳ là tốt. Đó, chỉ hơn 20 triệu thôi là anh em đã có thể trải nghiệm một chiếc Fredrik Constant phiên bản giới hạn này thôi. Nấc đầu tiên rút ra thì chúng ta có thể dùng để chỉnh lịch cho đồng hồ. Đó. Đó. Nấc ngoài cùng thì sẽ dùng để chỉnh giờ. Khi mà chỉnh giờ thì em sẽ chỉnh giờ cái múi giờ là 10:10 nhé. Để tạo cái điểm cân bằng và phô diễn được hết cái vẻ đẹp của chiếc đồng hồ của chúng ta. Đó. Một chiếc Fredrik Constant này sẽ có mang cho mình bộ máy thị sĩ và bộ máy này sẽ có tính năng là lên cót tự động, lên cót tay và dừng kim dây khi chỉnh giờ. Đó. Chúng ta sẽ có một cái mặt dial đàm khá là dressy, một cái chiếc đồng hồ mang phong cách thể thao nhưng vẫn rất là khỏe khoắn, rất là sang trọng và thanh lịch để anh em sử dụng cùng với cả những cái trang phục lễ phục hay những cái trang phục thanh lịch công sở. Đó. Một chiếc đồng hồ Fredrik Constant này sẽ có đường kính bề mặt là 42mm, phù hợp với anh em có cổ tay không bị nhỏ nhé. Cổ tay trong khoảng là 16,5 trở lên thì mới có thể đeo đẹp chiếc này được. Trên nền mặt dial màu trắng với những cái chi tiết được làm màu đen xám, mạ chrome, rất là tinh tế. Chúng ta sẽ có các cọc số Arabic từ 1, 2, 4, 5, 7, 8 đến 11. Còn lại những cái vị trí như là 3 giờ chúng ta sẽ có ô lịch ngày này. 6 giờ sẽ là một cái sắp đều của chức năng ChronoWatch và góc 9 giờ sẽ là tên của thương hiệu Fredrik Constant Geneva. Đó, góc 12 giờ sẽ là một cái sắp đều tính phút của chức năng ChronoWatch. Chức năng ChronoWatch là một cái chức năng đo đếm thời gian sử dụng trong những cái thế kỷ 19, 18, 19 khi mà chưa có một cái thiết bị đồng hồ điện tử để đo đếm khoảng thời gian thì chúng ta sẽ có thể khởi động cái chức năng ChronoWatch như thế này. Bấm nút start và cái kim bấm giờ chúng ta sẽ hoạt động. Đó, chúng ta sẽ có thể đo đếm cái khoảng thời gian khi mà chúng ta bấm một lần nữa đồng hồ cái chức năng đo đếm này sẽ đứng lại. Đó, như vừa rồi là 15 giây và muốn đo một cái khoảng thời gian nữa, chúng ta sẽ bấm reset ở đây. Nó lại trở về vị trí ban đầu và chúng ta sẽ đo đếm một cái khoảng thời gian nữa. Đó, cái thiết kế thì rất là cổ điển tinh tế với phần phía trong chúng ta sẽ đánh vân Gulliver Cloud of Paris rất đẹp mắt ở đây. Phía ngoài sẽ là một cái phần dial trơn nơi chứa các cọc số và các vạch của thang đo tachymeter. Rất là tiện dụng để anh em xem giờ. Cuối cùng thì chúng ta sẽ có chuyện Swiss made ở góc 6 giờ. Đó, một cái chiếc đồng hồ chính hãng Thụy Sĩ thì bao giờ cũng phải có chuyện Swiss made như thế này.
Ở phía sau thì chúng ta có thể quan sát được cái bộ máy rất tuyệt vời, rất phức tạp và được hoàn thiện với độ hoàn thiện cao đến từ Frederic Colston. Bộ máy này của chúng ta thì sẽ là bộ máy FC393, được sử dụng 25 chân kính, hoạt động tần số động là 28.800 VPH và tích cót đến 45 giờ anh em nhé. Anh em có thể thấy đây là một trong những bộ máy phức tạp bậc nhất trong cái series FC series 3 này, rất là đẹp. Đây, rất nhiều chi tiết mang đến khả năng tích cót cao, độ hoạt động bền bỉ, bởi vì máy này của chúng ta được base cải tiến trên nền máy ETA 7750, đã là một cái bộ máy bấm giờ huyền thoại của nhà sản xuất ETA, rất đáng tin cậy. Đó. Chúng ta sẽ có vài thông tin nữa như là chuyện Swissmade này, tên của bộ sưu tập Roundabout Limited Edition và mã của sản phẩm. Đó. Cái đáy này sẽ là một cái đáy xoáy để người thợ có thể vặn ra khi mà bảo dưỡng, bảo trì hay sửa chữa đồng hồ. Bộ máy của chúng ta thì sẽ đi cùng với cả một cái khóa chống gập, chống gãy dây rất là tuyệt vời, rất là đẹp, trang bị trên những cái sản phẩm cao cấp của Frederic Colston. Đó. Bộ máy bộ khóa cực kỳ chắc chắn. Rồi. Bây giờ thì em sẽ đeo trên cổ tay để em có thể cảm nhận được vẻ đẹp của chiếc này. Một chiếc size 42mm đang đeo trên cổ tay của em 15,5. Nó khá là to so với cổ tay, nên là anh em yêu cầu cổ tay nó phải khoảng 16 năm trở lên thì đeo chiếc này mới đẹp được. Một chiếc đồng hồ thật sự là có những cái thiết kế rất là mềm mại và thanh lịch, tuy nhiên lại đi cùng với cái sự trẻ trung và thể thao. Đó, một chiếc bản giới hạn như này thì anh em sẽ yên tâm là rất là khó đụng hàng, và một cái thiết kế rất là đẹp mắt. Đó, kim được mạ chrome và có phủ dạ quang Super Luminova. Những cái chi tiết được hoàn thiện rất tốt với bộ máy cực kỳ tin cậy. Đó. Độ dày thì nó sẽ vào khoảng 13mm, dành cho anh em cổ tay lớn. Đeo chiếc này rất đẹp. Và em đang giao lưu lại chiếc Frederic Colston này với mức giá là 26 triệu anh em nhé. Hãng đang bán mới mức giá là hơn 63 triệu. Đó, anh em sẽ tiết kiệm đâu đó được khoảng gần được một con xe Everblade nếu mà mua chiếc này so với một chiếc đồng hồ mới. Sử dụng rất nhiều option cao cấp như là kính sapphire phủ chống lóa, bộ máy tin cậy thụy sĩ. Mọi thông tin chi tiết thì anh em hãy liên hệ với em với số Zalo là 0973 81672, gọi vào số 0828 951522 nhé. Đồng hồ đã có sẵn tại Seawatt, thành phố Thái Nguyên, số 7 đường Lương Thế Vinh, thành phố Thái Nguyên. Anh em có thể đến cảm nhận và lên tay trực tiếp. Anh em ở xa muốn mua hàng, hãy cọc cho 15% giá trị, em sẽ gửi COD đến nơi, đến tận nhà để anh em kiểm tra, nhận hàng, thanh toán. Sản phẩm lúc nào cũng cam kết hàng chính hãng 100%, có bảo hành 2 năm, hỗ trợ bảo hành trọn đời cho anh em chơi. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại anh em video tiếp theo.